Bản tin sáng ngày 11 tháng 5 Nga hứng đòn đau bất ngờ khi hàng loạt nhà máy lọc dầu bị tập kích Trung Quốc tuyên bố đánh đuổi tàu khu trục USS Helgi của Mỹ ở Biển Đông Người biểu tình Israel phóng hỏa, Liên Hiệp Quốc đóng cửa khu nhà đông Jerusalem 5 yếu tố có thể ảnh hưởng đến bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 Công ty Nhật Bản thu hồi 104.000 túi bánh mì vì phát hiện bộ phận chuột chết Mỹ khéo léo nhắn nhủ người dân Trung Quốc, bí mật của Bắc Kinh bị vạch trần. Nguyễn tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới bình an và tốt lành. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng ngày 11 tháng 5 của DKN. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh san tuyết sùng đô, trà có vị đậm, chát nhẹ, ngọt hậu và rất được nước. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945689573. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, theo một báo cáo, người Nga đang bỏ việc hàng loạt tại các nhà máy lọc dầu vì lo ngại về vấn đề an toàn trong bối cảnh các cơ sở hạ tầng năng lượng này liên tiếp bị tập kích bằng phi cơ không người lái UAV. Một cựu nhân viên tại nhà máy lọc dầu Khuybyshev, một trong những doanh nghiệp dầu mỏ lớn nhất ở khu vực Samara và thuộc sở hữu của Rosneft, nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của nước này, đã cho biết ông và nhiều người khác đã từ chức sau khi cơ sở này bị phi cơ không người lái của Ukraine tấn công vào cuối tháng 3. Nhà máy lọc dầu Kuibisev đã tạm dừng mọi hoạt động sản xuất sau khi bị thiệt hại trong cuộc tấn công. Hãng thông tấn Reuters đưa tin vào thời điểm đó, khoảng 14% công suất lọc dầu của Nga đã bị ngừng hoạt động do các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái. Các nhân viên tại nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga được cho là cũng đã nghỉ việc hàng loạt sau vụ tập kích của UAV nhằm vào cơ sở này vào cuối tháng trước. Trong ngày 9 tháng 5 và ngày 10 tháng 5, ba nhà máy lọc dầu của Nga cũng trở thành mục tiêu tấn công của các UAV được cho là của Ukraine. Một ngày trước đó, giới chức địa phương cho biết một UAV đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Baskotostan thuộc Liên bang Nga. Đây là lần đầu tiên khu vực này bị tấn công, và đây cũng là cuộc tấn công sâu nhất trong lãnh thổ Nga khi Baskotostan nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 1.500 km. Hồi tháng 3, ông Vasyl Maliuk, Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine cho biết, cơ quan này đứng sau tất cả các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ của Nga, và chiến dịch đó sẽ tiếp tục. Kyiv ước tính, cho đến nay họ đã thực hiện ít nhất 13 cuộc tấn công thành công vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong những tháng gần đây. Mỹ là một đối tác quan trọng của Ukraine, đã hối thúc Kyiv ngừng tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga để tránh tác động tiêu cực đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi Ukraine có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ chính các hạ tầng quan trọng của mình. Chuyển đến một tin nóng đáng chú ý khác. Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 10 tháng 5, chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tuyên bố đã giám sát và đánh đuổi tàu khu trục USS Halji của Mỹ khi tàu này tiến vào vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Quân đội Trung Quốc cho biết động thái của Mỹ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Thông báo của chiến khu miền Nam PLA nêu rõ, đây lại là bằng chứng thép cho thấy sự kiểm soát việc đi lại và quân sự hóa Biển Đông của Mỹ. Lực lượng này nhấn mạnh đã chỉ đạo các quân nhân cảnh giác cao độ trước các tàu nước khác đi vào vùng biển nêu trên. Hải quân Mỹ tuyên bố, tàu khu trục này thực hiện quyền tự do hàng hải trên khu vực gần quần đảo Hoàng Sa trên biển Đông theo đúng luật pháp quốc tế. Tuyên bố cho biết thêm, tàu USS Helgi hiện đã đi ra khỏi khu vực trên và vẫn còn ở biển Đông. Các động thái của Trung Quốc và Mỹ diễn ra trong giai đoạn căng thẳng liên quan đến vấn đề chủ quyền tại Biển Đông giữa Bắc Kinh và Philippines, quốc gia đồng minh thân cận hàng đầu của Washington trong khu vực Đông Nam Á. Trước đó, cũng trong ngày 10 tháng 5, một cố vấn an ninh quốc gia của Philippines đã yêu cầu trục xuất các nhà ngoại giao của Trung Quốc ở nước này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền những vùng rộng lớn ở Biển Đông, bao gồm các phần được Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền. Tòa án trọng tài thường trực năm 2016 ra phán quyết tuyên bố yêu sách của Bắc Kinh không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Chuyển đến một vấn đề nóng liên quan đến Trung Đông. Cơ quan viện trợ chính của Liên hiệp quốc cho người Palestine, UNRWA, đã đóng cửa trụ sở ở Đông Jerusalem sau khi người dân Israel địa phương phóng hỏa các khu vực ở rìa của khu nhà rộng lớn. Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố theo hãng thông tấn Reuters ngày 10 tháng 5, trong thông báo trên mạng xã hội X, người đứng đầu UNRWA Philip Lazzarini đã cho biết ông đã quyết định đóng cửa trụ sở UNRWA tại Đông Jerusalem cho đến khi an ninh được khôi phục. Hôm ngày 9 tháng 4, các cư dân Israel đã phóng hỏa hai lần vào khu vực quanh trụ sở UNRWA ở Đông Jerusalem. Vụ việc diễn ra trong lúc nhân viên của UNRWA và các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc đang có mặt trong khu phức hợp. Trong video được chia sẻ kèm bài đăng của ông Lazzarini, khói bốc lên gần các tòa nhà ở rìa khu phức hợp, cùng với tiếng họ hét và ca hát. Ông Lazzarini cho biết đám đông đã hô, thiêu dụi Liên hợp Quốc và trong số họ có những người mang vũ trang. Đây là diễn biến quá đáng, một lần nữa tính mạng của nhân viên Liên Hiệp Quốc đang gặp nguy hiểm. Ông cho hay là bên đang kiểm soát đông Jerusalem, nhà nước Israel có trách nhiệm bảo vệ nhân viên và cơ sở của Liên Hiệp Quốc mọi lúc cảnh sát israel hiện vẫn chưa bình luận về sự việc này ông lazarini còn nói chính phủ israel có trách nhiệm bảo đảm các nhân viên và cơ sở của liên hợp quốc luôn được bảo vệ theo ông philip lazarini trong hai tháng vừa qua những người israel quá khích đã tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài khu phức hợp unawa ở jerusalem tuần này cuộc biểu tình trở nên bạo lực hơn khi người biểu tình ném đá vào các nhân viên liên hợp quốc và các tòa nhà trong khu phức hợp sau khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, các quan chức Israel đã nhiều lần kêu gọi đóng cửa trụ sở của UNRWA, cáo buộc cơ quan này đồng lõa với phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza, cáo buộc mà Liên Hợp Quốc đã mạnh mẽ bác bỏ. Chuyển đến một thông tin về chính trường Mỹ. Thưa quý vị, hiện chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 và một số diễn biến bất ngờ có thể ảnh hưởng đến động lực tranh cử của các ứng cử viên. Theo trang The Hill, dưới đây là 5 bước ngoặt có thể xảy ra, có thể làm dung chuyển cuộc tranh cử Tổng thống trong những tháng tới. Thứ nhất, lo ngại về sức khỏe đối với hai ứng cử viên. Ông Trump và ông Biden là hai ứng cử viên Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Biden hiện đã 81 tuổi và ông Trump sẽ bước sang tuổi 78 vào tháng tới. Những nghi ngờ về tuổi tác của họ hiện đã giảm bớt, tuy nhiên dường như không thể tưởng tượng được rằng một hoặc thậm chí cả hai người trong số họ sẽ rút lui khỏi cuộc đua vì vấn đề sức khỏe trước tháng 11, giống như một số tổng thống trẻ tuổi trước đây từng trải qua những biến cố y tế lớn. Thứ hai, một cuộc xung đột quốc tế rộng lớn hơn nổ ra, bất ổn trên thế giới đã trở thành nền tảng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, với cuộc chiến Nga-Ukraine và chiến tranh Gaza vẫn tiếp diễn. Mặc dù quân đội Hoa Kỳ không trực tiếp tham gia vào cả hai cuộc xung đột, nhưng tác động chính trị của chúng vẫn thể hiện rõ ràng. Ông Biden phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong những cuộc xung đột này. Ông đã thúc đẩy các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine trong những tháng trước khi Quốc hội thông qua dự luật viện trợ nước ngoài vào tháng trước. Trong khi đó, ông Biden cũng đang phải vật lộn với tình hình khó khăn ở Trung Đông, làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Dân chủ. Các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra tại các khuôn viên trường đại học trên khắp nước Mỹ trong những tuần gần đây, yêu cầu chính phủ liên bang và các trường đại học ngừng hỗ trợ cho Israel và một số người thuộc phe cực tả, thậm chí còn đe dọa phản đối việc ông Biden trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Dân chủ. Những diễn biến như vậy có thể thúc đẩy hoặc là cản trở chiến dịch của ông Biden, tùy thuộc vào cách mà công chúng nhìn nhận xung đột. Thứ ba, ứng cử viên độc lập nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Do tỷ lệ ủng hộ xít sao dành cho ông Joe Biden và ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò cử tri gần đây, rất có thể các ứng cử viên thuộc bên thứ ba sẽ đẩy cuộc bầu cử theo hướng nào đó. Chuyên gia chính trị Mỹ Mimi Chiajis đã đánh giá, nhiều cử tri cho biết họ mệt mỏi trước một cuộc tái đấu giữa ông Biden và ông Trump. Các bên thứ ba hy vọng có thể lấp khoảng cách và cuộc bầu cử tổng thống năm nay đang tạo ra một sân chơi khác biệt cho các ứng cử viên độc lập. Họ hy vọng có thể tận dụng tâm lý của người dân Mỹ vào thời điểm hiện nay. Cần lưu ý rằng, cho tới nay, George Washington là tổng thống Mỹ duy nhất không thuộc một đảng phái nào. Tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy, thành viên gia tộc nổi tiếng trong chính trường Mỹ, đã tăng lên 11%, trong khi hai ứng cử viên độc lập khác là giáo sư Harvard Cornel West, một người hoài nghi vaccine và Houston thuộc Đảng Xanh lần lượt là 2% và 1%. Theo hãng thông tấn AP, khả năng ứng cử viên độc lập hoặc bên thứ ba giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống là không cao. Nhưng họ có thể lấy bớt cử tri ủng hộ ứng cử viên được chọn của Đảng Dân Chủ và cả Đảng Cộng Hòa. Điều này phần nào khiến cho cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay trở nên khó đoán hơn. Thứ tư, kinh tế suy thoái hoặc trì trệ. Kinh tế, kinh tế thường là vấn, thường là vấn đề then chốt trong chiến, chiến dịch tranh cử Tổng, Tổng thống và các, các cuộc thăm, thăm dò cho, dò thấy, cho thấy đây, đây cũng, cũng là mối, mối quan tâm, quan hàng, tâm đầu hàng, hàng đầu của cử tri, của cử tri trong, tri tri năm, trong năm nay. Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Mỹ tỏ ra bi quan về điều kiện kinh tế của đất nước, đặc biệt là khi lạm phát tuy giảm mạnh trong năm qua, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Nếu nền kinh tế suy thoái hoặc trì trệ, ông Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục người Mỹ về triển vọng kinh tế mà ông đưa ra. Thứ năm, Kết quả phiên tòa hình sự của ông Trump Bước ngoặt rất có thể xảy ra sau vài tuần nữa chính là kết quả của phiên tòa hình sự đầu tiên của ông Trump. Phiên tòa xét xử tiền bịt miệng đối với ông Trump đã diễn ra trong nhiều tuần và có thể kết thúc trước khi bắt đầu mùa hè. Đây có thể là vụ án hình sự duy nhất trong bốn vụ án hình sự mà ông Trump phải đối mặt có thể được đưa ra xét xử trước ngày bầu cử. Nếu như ông Trump được trắng án, rõ ràng đó sẽ là một chiến thắng to lớn đối với ông, kể cả về mặt chính trị. Nếu ông bị kết tội, đó sẽ là điều chưa từng có, nhưng tác động vẫn chưa rõ ràng. Các cuộc thăm dò cho thấy một số cử tri cho rằng ông Trump không nên giữ chức tổng thống nữa nếu bị kết tội nghiêm trọng. Nhưng trong số những người nói rằng họ sẽ xem xét lại việc ủng hộ ông Trump, đa số cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Biden. Chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5, nhà sản xuất bánh mì Pasco Shikishima của Nhật Bản cho biết họ đã thu hồi hơn 100.000 túi bánh mì gối cắt lát sau khi khách hàng phát hiện bộ phận chuột chết trong hai túi bánh. Khoảng 104.000 túi bánh mì đã bị thu hồi ở Nhật Bản, từ Tokyo đến vùng Aomori ở miền Bắc. Theo truyền thông Nhật Bản, có ít nhất hai khách hàng phản ánh về việc phát hiện bộ phận chuột chết trong ổ bánh mì Chojuku mà họ đã mua tại tỉnh Gunma, phía tây bắc của Tokyo. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 7 tháng 5, công ty này cho hay, "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho khách hàng." Công ty chia sẻ thêm, hai túi bánh mì trên được sản xuất tại Tokyo Hiện dây chuyền lắp ráp của nhà máy này cũng bị đình chỉ chờ điều tra. Chúng tôi sẽ tăng cường hệ thống quản lý chất lượng để bảo đảm không tái diễn sự việc tương tự thêm lần nào nữa, tuyên bố cho biết. Công ty Pasco thành lập năm 1920 là nhà cung cấp bánh lớn ở Nhật Bản với hơn 3.700 nhân viên tại 12 nhà máy khắp đất nước. Thông tin thu hồi món bánh ăn sáng được yêu thích của Pasco đang gây xôn xao mạng xã hội Nhật Bản yếu tố vệ sinh và sạch sẽ rất được chú trọng ở Nhật Bản nên các vụ ngộ độc hoặc thu hồi sản phẩm thường gây chú ý lớn. Năm ngoái, chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đã xin lỗi và thông báo thu hồi gần 2.000 gói cơm nắm từ 370 cửa hàng ở tỉnh Saitama sau khi khách hàng phát hiện dán trong hai gói cơm nắm ở cùng một cửa hàng. Tiếp theo chương trình là phần góc nhìn và bình luận liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung. Thưa quý vị, chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được nhận xét là tiếp tục xử lý có trách nhiệm của cạnh tranh với Đảng Cộng sản Trung Quốc và thể hiện sự tử tế lẫn nhau với người dân Thượng Hải và người dân Trung Quốc. Trong một bài đăng, nhà bình luận gốc Hoa Dương Uy cho rằng năng lực ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc yếu kém và họ chỉ có thể cố gắng tuyên truyền nội bộ chứ những bí mật của họ đã bị vạch trần rồi. Vì sao Ngoại trưởng Mỹ đến Thượng Hải trước tiên? Hôm 24 tháng 4, ngoại trưởng Mỹ Blinken đến Thượng Hải, thăm vườn dự viên, xem một trận bóng rổ, đi dạo trên bến Thượng Hải, trò chuyện với khách du lịch, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và giao lưu với các giáo viên và sinh viên tại trường đại học New York Thượng Hải. Theo nhà bình luận Dương Uy, giống như bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen, ngoại trưởng Blinken đã tận dụng chuyến thăm Trung Quốc để tiếp xúc với càng nhiều người Trung Quốc càng tốt. Sự cởi mở và minh bạch mà ông thể hiện hoàn toàn trái ngược với các hoạt động sau hậu trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Nam Hải. Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng 4, bà Giao Lần cũng đến Quảng Châu trước. Nhà bình luận Dương Uy chỉ ra rằng, người dân ở Quảng Châu và Thượng Hải biết nhiều hơn về Hoa Kỳ và ít tiếp thu những tuyên truyền chống Mỹ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo nhà bình luận Dương Uy, cả Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Bộ trưởng Tài chính đều đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng không có trở ngại nào trong trao đổi giữa người dân Trung Quốc và người Mỹ. Chính những chính sách sai lầm và ngu ngốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền đối với Hoa Kỳ đã dẫn đến sự đối đầu giữa Bắc Kinh và Washington. Mỹ đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải là Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Những gì ông Blinken và bà Yellen đã làm là công khai phân biệt giữa chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Bên cạnh đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng gửi tín hiệu rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục trao đổi thân thiện với Trung Quốc trong thời kỳ hậu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng muốn nói với người dân Trung Quốc rằng chủ nghĩa chống Mỹ của Bắc Kinh đang gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc và của thế giới. Chừng nào chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tồn tại thì lợi ích người dân Trung Quốc sẽ còn bị tổn hại. Nhà bình luận Dương Uy chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng biết điều này. Để che đậy sự thật, về cơ bản các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tránh đưa tin về chuyến đi tới Thượng Hải của ông Blinken và chỉ đạo một số phương tiện truyền thông thân Bắc Kinh giải thích chuyến đi đó của ông Blinken là một cử chỉ mềm mỏng. Chế độ đó cũng cố tình hạ thấp tiêu chuẩn đón tiếp ngoại trưởng Mỹ, cho thấy họ hành động không hề giống một cường quốc chút nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đang tìm kiếm hòa bình nhưng lại đang mâu thuẫn với chính mình. Nhà bình luận Dương Uy chỉ ra rằng có nhiều khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc không thể giải quyết được. Việc Tổng thống Mỹ Biden sắp xếp chuyến thăm Trung Quốc cho ông Blinken chỉ nhằm duy trì các kênh liên lạc và tiếp tục quản lý có trách nhiệm trong cuộc cạnh tranh với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm ngăn chặn xung đột. Bắc Kinh rõ ràng đang ở thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh và có rất ít sức mạnh để đánh trả. Quyền chủ động trong quan hệ Trung Mỹ nằm trong tay Hoa Kỳ và được quản lý theo mô hình của Mỹ. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc không có giải pháp, chỉ có thể giả vờ tìm kiếm hòa bình trong khi tập trung tuyên truyền nội bộ để che đậy sự thất bại của cuộc đấu tranh chống Mỹ. Trong tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ông Tập tiếp tục sử dụng lặp đi lặp lại các từ ngữ giống như khẩu hiệu mang tính ngụy biện, thiếu ứng dụng và hoàn toàn phớt lờ thực tế quan hệ Trung Mỹ. Nhà bình luận Dương Uy chỉ ra rằng, vào chiều 26 tháng 4, khi ông Tập gặp ngoại trưởng Mỹ để thể hiện địa vị của mình, ông Tập đã cố tình ngồi ở cuối bàn hội nghị, hai bên bàn là ngoại trưởng Blinken cùng với các đại diện khác của Hoa Kỳ và người đồng cấp Vương Nghị cùng với các quan chức Trung Quốc khác. Ông Tập tỏ vẻ giảng đạo lý cho các quan chức của mình. Nhưng giọng điệu của ông ấy lại dịu hẳn. Ông Tập nói, Trung Quốc và Hoa Kỳ nên là đối tác, không phải đối thủ, không làm tổn thương nhau, không nên cạnh tranh khốc liệt. Nhà bình luận Dương Uy cho hay, quan hệ Trung Mỹ đã đến điểm không thể hòa giải, do hàng loạt đánh giá sai lầm nghiêm trọng và chiến lược sai lầm của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Hoa Kỳ. Bây giờ đây họ vẫn nói về việc Bắc Kinh và Washington là đối tác. Nhận thức dường như bị mắc kẹt như 5 năm, năm trước. Theo chuyên gia Dương Uy, quan hệ Trung Mỹ không còn đường quay lại, nhưng lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn lặp lại những lời hoa mỹ xưa cũ. Hiện ông Tập vẫn nói về hợp tác đôi bên cùng có lợi thì quả thực là hoàn toàn xa rời thực tế. Rõ ràng những lời lẽ đó không phải để nói với ông Blinken, chủ yếu ông Tập dùng để tuyên truyền nội bộ, nhằm chứng tỏ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn có thể dẫn đường quan hệ Trung Mỹ. Ông Tập một lần nữa đề cập rằng cả hai bên nên coi trọng hòa bình khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2023 và gặp gỡ ông Tập, Bắc Kinh cũng đã bày tỏ tín hiệu tương tự. Nhưng họ không thực hiện bất kỳ hành động thực chất nào để tìm kiếm hòa bình với Hoa Kỳ, hoặc không thực sự sẵn sàng tìm kiếm hòa bình. Theo nhà bình luận Dương Uy, Đảng Cộng sản Trung Quốc không thực sự tìm kiếm hòa bình. Thay vào đó, chế độ này thậm chí còn lặp lại ảo tưởng về sự thống trị thế giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bận rộn tuyên truyền nội bộ và tiếp tục mâu thuẫn với chính mình bằng cách ca ngợi tầng bốc và cổ vũ tư tưởng Tập Cận Bình về ngoại giao. Điều này thực sự phơi bày sự yếu kém trong năng lực ngoại giao của Trung Nam Hải và càng vạch trần thói đạo đức giả và tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ phất lờ bài phát biểu của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nhà bình luận dương uy chỉ ra rằng ngoại trưởng mỹ blinken tỏ ra phớt lờ bài văn mẫu giao giảng mang tính khẩu hiệu của lãnh đạo trung nam hải và thay vào đó ông tập trung vào các vấn đề thực tế tuyên bố của bộ ngoại giao hoa kỳ lần đầu tiên kêu gọi chính quyền bắc kinh thực hiện hợp tác chống chất cấm gây nghiện đã cam kết trong cuộc gặp với ông tập để ngăn chặn dòng ma túy tổng hợp trên toàn cầu bao gồm cả fentanyl và tiền chất của nó vào hoa kỳ sau đó, Washington đề cập đến việc tăng cường liên lạc giữa quân đội để tránh những tính toán sai lầm và xung đột. Ông Blinken nói, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích và giá trị của mình, cũng như của các đồng minh và đối tác, bao gồm cả việc ngăn chặn việc sử dụng các công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ để làm suy yếu an ninh và kinh tế quốc gia của chúng ta. Ông Dương Uy chỉ ra rằng điều này tương đương với một phản ứng rõ ràng đối với việc theo đuổi hòa bình đạo đức giả của Đảng Cộng sản Trung Quốc ông blinken cũng nhấn mạnh việc giải quyết các trường hợp công dân hoa kỳ bị giam giữ trái phép ở trung quốc hoặc bị cấm rời khỏi trung quốc và bày tỏ lo ngại về vấn đề hồng kông và đàn áp nhân quyền những vấn đề mà đảng cộng sản trung quốc chắc chắn không muốn đề cập đến bên cạnh đó ngoại trưởng mỹ thực sự lo ngại về việc trung quốc hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của nga điều này cho phép moscow tiến hành chiến tranh xâm lược ukraine làm suy yếu an ninh châu âu và xuyên đại tây dương nhà bình luận dương uy khẳng định Tất nhiên, Bắc Kinh cũng không muốn đề cập đến vấn đề đó. Trong tuyên bố của mình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc không đề cập đến vấn đề Đài Loan và vấn đề Biển Đông. Nhưng ông Blinken lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và bày tỏ lo ngại về hành vi gây bất ổn của Bắc Kinh trên eo biển này, đồng thời bày tỏ lo ngại về hành vi gây bất ổn của quân đội Trung Quốc tại bãi cỏ mây ngoại trưởng mỹ blinken cũng đề cập đến việc ngăn chặn sự leo thang của các cuộc khủng hoảng ở trung đông và cam kết lâu dài của hoa kỳ đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên chính quyền bắc kinh chỉ tập trung công khai các bài phát biểu của nhà lãnh đạo đảng trong nội bộ và tất nhiên họ cố gắng tránh những điều trên càng nhiều càng tốt nhà bình luận dương uy chỉ ra rằng nếu chỉ nhìn vào bài phát biểu của ông tập được tân hoa xã quảng bá có vẻ như quan hệ Trung Mỹ đã ổn định và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, trong cuộc gặp của ngoại trưởng Mỹ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, ông Vương đã tiết lộ một số sự thật hoàn toàn mâu thuẫn với bài phát biểu của ông Tập được truyền thông của Đảng quảng bá rầm rộ. Ông Tập đề xuất Trung Quốc và Mỹ trở thành đối tác và hợp tác đôi bên cùng có lợi cái gọi là ngừng suy thoái và ổn định so với các yếu tố tiêu cực vẫn đang gia tăng và tích lũy, cũng là những khái niệm khác biệt nhau. Nhưng ông Vương Nghị đã phải nói điều này để phối hợp với dư luận nội bộ. Ông Vương Nghị tiếp tục vạch làn danh đỏ về vấn đề Đài Loan. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký dự luật viện trợ nước ngoài sẽ cung cấp cho Đài Loan 8 tỷ đô la viện trợ an ninh. Nhà bình luận Dương Uy chỉ ra rằng điều này tương đương với việc Washington dẫm lên làn danh đỏ của Trung Quốc. Ông Vương Nghị nói, các cuộc đàn áp kinh tế, thương mại và công nghệ của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh là vô tận và yêu cầu dỡ bỏ nhiều lệnh trừng phạt khác nhau. Ngoại trưởng Mỹ cho biết, ông sẽ tiếp tục thực hiện những hành động cần thiết. Ông Vương Nghị cũng đề xuất Mỹ nên từ bỏ việc hình thành một vòng tròn nhỏ loại trừ lẫn nhau. Tuy nhiên, nguyên mẫu của một NATO thu nhỏ ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đều đã xuất hiện. Nhật Bản, Canada, New Zealand đều sẵn sàng tham gia liên minh AUKUS của Mỹ, Anh Úc Hợp tác quân sự Mỹ-Nhật-Philippines là chưa từng có, với việc quân đội Mỹ khai triển hỏa tiễn tầm trung trên đất liền tới Philippines. Ông Vương Nghị miễn cưỡng đề cập đến nhân quyền, nhưng trước khi rời đi, ông Blinken đã có bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 22 tháng 4 về báo cáo nhân quyền của các nước năm 2023 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố. Báo cáo ghi lại các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Quốc, mô tả tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, hành vi lao động cưỡng bức, và các vi phạm nhân quyền khác đối với Tân Cương và các dân tộc thiểu số, cũng như chống lại các nhà hoạt động chính trị, các tín đồ tôn giáo và tâm linh, đặc biệt là cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ bất hợp pháp, bị tra tấn dã man, bị mổ cướp nội tạng sống và các hình thức bức hại khác. Theo nhà bình luận Dương Uy, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn giả vờ vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, nhưng thực tế thì không thể cứng rắn chút nào, Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ dần dần trở nên phiến diện. Việc tuyên truyền và đàm phán nhiều lần của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Washington không có nhiều tác dụng. Bắc Kinh chỉ mong Mỹ đừng áp đặt các lệnh trừng phạt mới, đồng thời ra sức tuyên truyền sai sự thật ở trong nước. Tuy nhiên Hoa Kỳ tiếp tục hành động và duy trì các kênh liên lạc. Tuyên truyền của Bắc Kinh không còn có thể che đậy được nữa những sai lầm nghiêm trọng và sự bất lực của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Tầm nhìn San Francisco được tiết lộ vào tháng 11 năm 2023, ông Tập đến San Francisco, Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Joe Biden. Nhà bình luận Dương Uy chỉ ra rằng giữa hai bên thiếu sự tương tác nghiêm trọng. Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc phải hạ cấp tuyên truyền nhưng vẫn đưa ra cái gọi là tầm nhìn San Francisco. Nhưng lần này, bản chất của họ đã bị lộ hoàn toàn. Sau khi Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Vương Nghị gặp nhau, tờ Tân Hoa Xã đã đăng tải một bài báo Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được sự đồng thuận 5 điểm Nhà bình luận Dương Uy chỉ ra rằng, trong 5 điểm này, điều 1, 2 và 5 về cơ bản là vô nghĩa, nếu không thì có nghĩa là hai bên đã ngừng liên lạc. Điều 3 và 4 là một số mục cụ thể để duy trì đối thoại. Sự đồng thuận 5 điểm mờ nhạt này về cơ bản phản ánh thực trạng thực sự của quan hệ Trung-Mỹ. Sau khi Bắc Kinh quảng bá tầm nhìn San Francisco trong vài tháng, hai bên đã đạt được sự đồng thuận 5 điểm tồi tàn này, và Tân Hoa Xã đã tự vạch trần thủ đoạn của chính mình. Hai bên nhất trí tham gia đối thoại về một số dự án, chủ yếu được thúc đẩy bởi chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và ngoại trưởng Blinken. Theo nhà bình luận Dương Uy, phương hướng quan hệ Trung Mỹ về cơ bản nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Ngoài việc tuyên truyền bất lực, Trung Nam Hải đang suy nghĩ nhiều hơn về cách công khai trong nội bộ và che đậy sự thật. Tuy nhiên, sự kém cỏi và thất bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn có thể che giấu được nữa. Ông Dương Uy cho rằng, việc giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc và khôi phục quan hệ bình thường với Hoa Kỳ và thế giới sẽ ngày càng trở thành sự đồng thuận của người dân Trung Quốc. Thưa quý vị, bản tin sáng của DKN xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.